9 giờ tối qua, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm, công an thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ tai nạn tông xe liên hoàn trên quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, trong lúc các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh, khi còn cách cầu vượt Hương lộ 2 quận Bình Tân khoảng 200m thì hai xe máy xảy ra va quẹt. Vụ việc khiến người đàn ông trung niên ngồi sau xe máy ngã văng qua làn ô tô. Lúc này dòng xe chạy trên làn ô tô đến phát hiện các tài xế giảm tốc độ thì xảy ra tông xe liên hoàn giữa xe tải 2 tấn, xe khách 29 chỗ và xe đầu kéo kéo theo rơ moóc chở thùng bồn. Hậu quả, xe tải, xe khách, xe đầu kéo đều hư hỏng. Do lực tông mạnh, xe tải đâm ngã giải phân cách lao qua làn xe máy. Sau tai nạn, hai xe máy liên quan đã rời khỏi hiện trường. Ảnh hưởng từ vụ tông liên hoàn này gây kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ 1 hướng đi về miền Tây. Lực lượng chức năng sau đó có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.